Chương 12. Hỡi anh em, tôi không muốn anh em chẳng biết về các sự ban cho thiêng liêng. Anh em biết khi mình còn là người ngoại đạo, bị khuyên dỗ hướng về các thần tượng câm, tùy ý người ta dẫn dụ mình. Bởi đó, tôi tỏ cùng anh em, chẳng ai cảm thánh linh của Đức Chúa Trời mà nói rằng Đức Chúa Giêsu đáng nguyền rủa. Nếu không cảm Đức Thánh Linh, cũng chẳng ai xưng Đức Chúa Giêsu là Chúa. Vả, có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. Có các chức vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời, là đấng làm mọi việc trong mọi người. Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung. Vả, người này nhờ Đức Thánh Linh được lời nói khôn ngoan, kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy cũng được lời nói có tri thức. Bởi một Đức Thánh Linh cho người này được đức tin, cũng bởi một Đức Thánh Linh ấy cho kẻ kia được ơn chữa tật bệnh. Người thì được làm phép lạ, kẻ thì được nói tiên tri, người thì được phân biệt các thần, kẻ thì được nói nhiều thứ tiếng khác nhau, người thì được thông giải các thứ tiếng ấy. Mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người. Vả, như thân là một mà có nhiều chi thể, và các chi thể của thân dầu có nhiều cũng chỉ hiệp thành một thân mà thôi. Đấng Christ khác nào như vậy? Vì chân chúng ta hoặc người Giuđa, hoặc người Gê-rét, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ đều đã chịu pháp báp tem chung một thánh linh để hiệp làm một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một thánh linh nữa. Thân cũng chẳng phải có một chi thể, bèn là nhiều chi thể. Nếu chân rằng, vì ta chẳng phải là tay nên ta không thuộc về thân, thì chẳng phải bởi đó chân không có phần trong thân. Và nếu tai rằng, vì ta chẳng phải là mắt nên ta không thuộc về thân, thì tai chẳng phải bởi đó không có phần trong thân. Ví bằng cả thân đều là mắt thì sự nghe ở đâu? Nếu cả thân đều là tai thì sự ngửi ở đâu? Nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã sắp đặt các chi thể của thân chúng ta, ban cho mỗi một chi thể cái địa vị theo ý Ngài, lấy làm tốt mà chỉ định. Nếu chỉ có một chi thể mà thôi thì cái thân ở đâu? Vậy có nhiều chi thể song chỉ có một thân. Mắt không được nói với bàn tay rằng ta chẳng cần đến mày, đầu cũng chẳng được nói với chân rằng ta chẳng cần đến bay. Trái lại, các chi thể của thân xem ra rất yếu đuối lại là cần dùng. Chi thể nào trong thân chúng ta nghĩ là hèn hạ hơn thì chúng ta tôn trọng hơn, chi thể nào chẳng đẹp thì chúng ta lại trau dồi hơn, còn như cái nào đã đẹp rồi thì không cần trau dồi. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân người để chi thể nào thiếu thốn thì được quý trọng hơn, hầu cho trong thân không có sự phân rẽ mà các chi thể phải đồng lo tưởng đến nhau. Lại, trong các chi thể khi có một cái nào chịu đau đớn thì các cái khác đều cùng chịu, và khi một cái nào được tôn trọng thì các cái khác đều cùng vui mừng. Vả, anh em là thân thể của Đấng Christ và là chi thể của thân, ai riêng phần ấy. Đức Chúa Trời đã lập trong hội thánh, thứ nhất là sứ đồ, thứ nhì là đấng tiên tri, thứ ba là thầy giáo, kế đến kẻ làm phép lạ, rồi kẻ được ơn chữa lành, bệnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng. Có phải cả thảy là sứ đồ sao? Cả thảy là tiên tri sao? Cả thảy là thầy giáo sao? Cả thảy đều làm phép lạ sao? Cả thảy đều được ơn chữa bệnh sao? Cả thảy đều nói tiếng lạ sao? Cả thảy đều thông giải tiếng lạ sao? Hãy ước ao cho được sự ban cho lớn hơn hết. Bây giờ, tôi sẽ chỉ dẫn cho anh em con đường tốt lành hơn.